Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên sáng của ngày 31 tháng 1 năm 2021 nha. Thì kênh Lan Rừng Phú Thái của em cũng vừa về một số ít mặt hàng rừng để gửi đến cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Thì bây giờ em giới thiệu sơ qua những mặt hàng bên shop em nha. Thì hôm nay em về lại lô quế trắng tháng 8 này cả nhà này. Rồi kiều tím miền Trung, kiều vàng, rồi hoàng thảo bạch đỏ nha. Rồi phượng vĩ. Rồi một ít kiếm bicolor nha cả nhà nha. Rồi này có cả tam màu sắc nha. Rồi bây giờ em đi nhanh chi tiết những mặt hàng bên em nha. Thì hôm nay đầu tiên em có quế trắng tháng 8 này cả nhà này. Hàng này hàng lá lướt nha cả nhà nha. Hàng này giờ em phân đơn không kịp thì bây giờ em đăng ký nha cả nhà nha. Đó, cái quế này thì em bán giá là 270k một ký em bao ship nha cả nhà nha. Đây là quế lướt nha, 270k một ký. Em bao ship nha. Cái ai mua mấy ký thì alo cho em nha. Đóng này em còn chắc 3 ký á. Anh chị nào hốt hết luôn cái đóng thì em sẽ giảm giá nha. Ai mà hốt hết luôn 3 ký này thì em sẽ bớt cho nha. Còn ai mua lẻ 1 ký thì 270k một ký em bao ship nha cả nhà nha. Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Rồi, tiếp theo là mặt hàng kiều bên em này. Kiều đây kiều kiều cam nha, kiều cánh trắng hồng hồng cam nha cả nhà nha. Thì em bây giờ em phân đơn không kịp thì em cũng bán ký luôn nha. Kiều này em sẽ cắt tỉa gọn sạch sẽ em bán với cả nhà mình với giá là 230.000 một ký nha. Em bao ship nha. Một ký là 230k em bao ship nha cả nhà nha. Đây là kiều nha cả nhà nha. Rồi thì hai mặt hàng ký thì em giới thiệu sơ qua vậy. Bây giờ em đi nhanh tí từng hình nha cả nhà nha. Rồi. Thì bây giờ em có hình số 1 này. Hình số 1 em vừa về lại dán hương tàu ba sắc này cả nhà này. Đó. Hàng này rất là đẹp nha cả nhà nha. Dáng hương tam màu sắc nha cả nhà nha. Cái đống này 2 kg nè cả nhà này. Vườn một đống 2 kg nè. Đó. 2 kg dáng hương tam màu sắc. 2 kg này thì em để giá hôm nay em để giá rẻ cho cả nhà mình luôn. Hôm nay em để giá 270k bao ship cho 2 kg này nha. Hình số 1 em để giá 280 em bớt cho cả nhà mình 10.000 còn 270k bao ship cho 2 kg. Em có một lô 2 kg này. Đó. Hình số 1 là 270k bao ship nha, 2 ký nha. Rồi qua hình số 2. Hình số 2 thì cũng dáng hương tam màu sắc này. Này là dáng hương tam màu sắc nha cả nhà nha, 2 ký nha, 270k bao ship nha. Rồi qua hình số 2 thì em có cũng dáng hương tam màu sắc này cả nhà này. Hình này hình số 2 này em để giá là 150k bao ship này. Đây có một về 4 ngọn này, rất là đẹp này, rất là to này. Đó. Nguyên một về luôn. Hôm nay em bán rất là rẻ nha. Dạ đây, một về 4 ngọn. Đây thì một về 3 ngọn nữa này. Cái ngọn này nó bị lá nó bị ấy em cắt nha, nhưng mà cái ngọn vẫn còn nha. Nó không có bị lỗi ngọn nha. Cái lá nó hơi gập em cắt. Đây một về này. Thêm đây một về 4 ngọn này. Về này tôi quá chắc luôn cả nha. Đó. Hai về này. Em để giá hình cho số 2. Em để giá 160k em lộn. Lại em ghi lộn cái đơn nào xuống 150k. Hai giờ này 160k nha cả nhà nha. Hai giờ này quá to nha cả nhà nha. Rất đẹp giờ này, rất đẹp cả nhà này. Vườn về này, 4 ngọn cây rất là to. Hai giờ này cũng gần 1 ký của em rồi nha cả nhà nha. Hình số 2 160k nha. Bao ship nha. Qua hình số 3 thì em có hai bản cắm cù này, một bản cắm cù lá mít này. Rất là đẹp này. Rồi thêm đây một bản cắm cù đồng tiền nữa này, đồng xu này. Đó. Hai bản này em để giá chỉ 100k bao ship nha. Hôm nay cắm cù rất là đẹp, em bán rất là đẹp. Đó, hai bản đó 100k bao ship. Đó hình số 2. Qua hình số đó hình số 3 nha cả nhà. Em xin lỗi. Cái này hình số 3 nha. Hình số 3 100k bao ship hai bản cắm cù. Rồi qua hình số 4. Hình số 4 có một bụi kiếm nguyên bản rất là to này cả nhà này. Đó. Nguyên bụi kiếm luôn. Rất là cái tàn rất là khủng khiếp luôn. Đó. Đây bụi kiếm nguyên bản này. Vừa bụi á. Bụi này cả cục cũng ấy chắc gần 4-5 ký cả nhà. Vừa một bụi này. Em để giá 250k bao ship nha, em bán rẻ kiếm luôn. Nguyên bụi rất là to nha cả nhà mình. Để treo cái bụi này tới mùa hoa nó xả xuống cho đã luôn. Đó, 250k cho bụi kiếm này em bao ship nha. Đó là hình số 4 nha cả nhà nha. Qua hình số 5 thì em có cái dòng mới kiếm em mới về dòng bicolor này cả nhà này. Đó.
Một ký này em để giá 120k nha. Bao ship nha. Này là dòng Bicolor nha cả nhà nha. Đó. Rồi. Cái dòng Bicolor này thì nó cũng thuộc dòng lô hội nha cả nhà, nhưng mặt hoa nó lại có chấm, người ta kêu là Bicolor nha cả nhà nha. Rồi hình số 5 này 120k bao ship nha. Hình số 6 cũng vậy nha cả nhà nha. Hình số 6 thì cũng 120k có 1 ký nha. Nói chung em bán 1 ký là 120k bao ship. Số 6. Hình số 7 cũng 120k nha. Em bao ship nha. Rồi, qua hình số 8. Hình số 8 hình này em để giá 130k này. Hình này thân nó rất là đẹp, rất là ngắn, thân lùng nha cả nhà nha. Đó, em để giá 130k. Chờ nguyên cái khớp này. Nguyên một khớp kiếm, nguyên đóng kiếm 1, 2, 3, 4, 5 về. 5 về nha, hàng thân ngắn nha cả nhà nha. Rồi, hình này thì 130k nha, dòng Bicolor nha cả nhà nha. Đó là hình số 8 nha cả. 130k. Qua hình số 9 thì em có em về một cái loại lan khá là lạ này. Đây là người ta gọi là lòng hài nha cả nhà nha, hay là lòng dày đó. Nó ra cái hoa nó nguyên hai cái hoa y như một đầu hài luôn. Đó, mà cái hoa nó màu đỏ nâu nó rất là đẹp nha cả nhà nha. Đó. Dòng này thì cả nhà mình cũng nên đáng để sưu tầm nha cả nhà nha. Dòng này thì tìm rất là khó nha cả nhà nha. Đó, nguyên một dày lỏng đó. Cái này kêu là lòng dày nha cả nhà nha, lòng hài đó, lòng dày đó. Nguyên một dày này em để giá 160k bao ship này. Cả nhà mình chưa biết mặt hoa thì có thể gõ lên YouTube đó, gõ lòng dày nha. Là nó ra cái mặt hoa cho xem, nó ra hai cái hoa đó, một đôi dày luôn. Ý, có rồi thì ra bốn hoa. Bốn chiếc dày. Nhìn nó rất là giống với giày, những cái hoa nó rất giống với đầu giày nha cả nhà nha. Đó, giá chính là 160k bao ship. Qua hình số 10 cũng có lòng hài này, em có một khóm lòng hài này. Là một bụi lòng như đây rất là đẹp. Đó, nguyên một khóm rất là đẹp. Hai loại này. Em để giá 100k 101 bao ship nha. Đó, đây là lòng hài này. Rồi nguyên cái hai khóm đó 101 bao ship. Hình số 10 nha cả nhà nha. Rồi qua hình 11 thì em trở lại quá trắng tháng 8 nè cả nhà này. Hôm nay em về lại quá trắng tháng 8 nè. Hình 11 thì đây có một cây mẹ con này cả nhà này, rất là đẹp nha. Một cây một này em để giá 150k bao ship hình 11. Qua hình 12, hình 12 thì em để giá 150k bao ship nha. Gồm 3 cây nè, 1 này, 2 này, 3 này. Đó, 3 cái này giá chỉ 150k thôi. Hình 12 rất là to nha, cây rất là to nha cả nhà. Rồi qua hình 13 thì em để giá 160k bao ship này, cũng qua trắng tháng 8 luôn cả nhà nha. Gồm có một ngọn này. Ngọn này ngọn công về ghép lúa nha cả nhà nha. Hai ngọn này. Rồi, ba ngọn, ngọn này rất là to nha. Ngọn này rất nhiều cặp lá. Ba ngọn này giá chỉ 160k ba ship thôi, với trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Rồi qua hình 14. Hình 14 thì cái này em để giá 180k nha cả nhà nha. Nó gồm cũng ba ngọn lấy về mẹ con này, một ngọn này. Không thì hàng này hàng ghép lúa nha cả nhà nha. Một mẹ một con này. Hai ngọn này. Cũng mẹ con nha cả nhà nha. Đó. Rồi ba ngọn, ngọn đây rất là to, lá rất là bự nha cả nhà nha. Những cái ngọn nó theo kiểu lốc xoáy này cả nhà. Uống theo kiểu lốc xoáy. Rồi ba ngọn này. Ba ngọn này để giá chỉ 180k ba ship thôi. Ba ngọn này hơn cả nửa ký quế của em rồi. Rất là nặng. Đó là hình số 14 nha cả nhà nha. Đây là hình số 14 180k nha. Khoa hình 15 thì em để giá 200k này. Ba ship cũng quế trắng tháng 8 nha. Đây cũng một ngọn mẹ con này. Đây cũng một ngọn, một mẹ hai con dưới này. Đây là hai ngọn trên luôn nha, hai ngọn trên này đều còn ngọn nha cả nhà. Dưới này hai ngọn con đó là hai này. Đây cũng một ngọn nữa cả nhà này. Đó. Ba ngọn này rất là dài nha. Đây cũng ngọn nữa cả nhà nha. Bốn, hàng này hàng ghép lúa nha cả nhà nha. Đây cũng một ngọn mấy con nữa là năm này. Rồi năm ngọn này rất là to, năm ngọn này gần cả 7 lạng quế của em, là 6 lạng mấy. Em để giá chỉ có 200k bao ship. Hàng quế ship nha cả nhà nha.
đó là hình 15, hoa hình 16. Hình 16 thì em để giá 180k 3 ship này, gồm có một cây quế này. Đây cây nữa, hai cây này, rồi đây cây nữa, ba cây. Ba cây này rất là đều nhau nha cả nhà nha. Ba cây quế xếp này rất là to nha, bề ngang của nó là hơn 40 phân nha cả nhà nha. 180k 3 ship cho hình 16 nha. Qua hình 17, hình 17 thì hình này có 5 cây này, em cũng để giá 180k 3 ship nha, gồm có một cây này, hai cây này, cái này giống tam, cái này giống tam màu sắc quá, không phải, hình như lại đúng rồi, quế cái này quế. Hai cây này, ba cây này cả nhà này, bốn cây này, năm cây này, năm cây quế này giá chỉ có 180k bao ship nha, khá là rẻ nha cả nhà nha. Đó là hình 17. Qua hình 18, hình 18 thì 160k nhưng nó có ba cây nha cả nhà nha, mà nó hàng xếp rục, xếp cổ rục rất là đẹp này. Một cây này, hai cây này, rồi ba cây này, ship rất là đẹp nha cả nhà nha. Ba cây này giá 160k ba ship cho hình 18. Qua hình 19, hình 19 thì em để giá 180k này. Hình này gồm 5 cây này, xếp này cả nhà này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Rồi, 5 cây này giá 180k bao ship hơn 19 nha. Qua hình 20, hình 20 thì em để giá 200k bao ship nha. Hình này cây rất là to nha. Một này, hai này, ba này, bốn này. Hình này 7 cây nha cả nhà. 5 này, 6 này, rồi 7 cây. Hình này 7 cây nha, 7 cây rất là to nha cả nhà nha. 7 cây này em để giá 200k bao ship nha, hình số 20 nha. Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Rồi qua hình số 21. 21 em có 7 đồng rồi cả nhà này. Hình này có 5 khóm 7 đồng này. Đó. 5 khóm này em để giá 130k bao ship nha. Cả nhà mình mua 7 đồng giờ ghép chuẩn bị cho ho luôn nha cả nhà nha. Nhà em ghép mà nó đang cho ho này cả nhà này. Đó, ho 7 đồng rồi cả nhà. Này em cũng mới ghép thôi mà nó ra ho này. Đẹp không cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó, hình số 21 này 130k này, em ghép vô khúc lúa này mà này nó cho ho rồi. Rồi qua hình số 22 thì cũng 130k nha cả nhà nha, gồm 4 khóm nha cả nhà nha. Đó là hình số 22 130k. Rồi qua hình số 23, hình số 23 em có 40 cây quế trắng tháng 8 hàng xếp hàng nhỏ, nói chung hàng cũng không có nhỏ nhưng cũng có cây lớn em bỏ vô đây luôn này. Cũng có cây nhỏ hàng xếp này. Đó, 40 cây nha cả nhà nha. 40 cây này gần 9 lạng quế của em. Gần 1 ký 9 lạng á. Em để giá 400k bao ship 40 cây. Nguyên một đống là 40 cây nha cả nhà nha. Đó. Cả nhà mình về thao mà ghép. Tính ra chỉ giá có 10.000 một cây à. Còn được bao ship nữa nha cả nhà nha. Thì chưa tới 10.000 một cây nha. 400k cho hình 53 bao ship. Qua hình 4 để 150k cũng quế trắng tháng 8 nha. Hình này có 3 cây. Một cây này. Đó, rất là dài. Rồi, hai cây, cây này nó bị lỗi hai lá đây, hai ba lá đây nha. Nhưng ngọn vẫn còn nha cả nhà nha. Hai cây, rồi, ba cây. Ba cây này. Giá chỉ 150k bao ship nha. Hình 54 nha. Rồi bắt đầu qua hình 55 có lại hồng thảo bạch đỏ này cả nhà nè, em mới về lại nè. Hình 15 150k bao ship nha. 120k chứ em xin lỗi. Hình 15 120k bao ship gồm 2 dề này. 1 dề này. 2 dề, 3 dề này. Hình này 3 dề này. 3 dề hồng thảo bạch đỏ. Hình 25 nha. Qua 56 thì hình này có 2 dề. Cũng 120k bao ship. Nhưng mà hình này có dề lớn này. Một dề to này. Đó. Rồi, kèm thêm một dề nhỏ nữa. 2 dề. 120k bao ship. Hình số 26,
Qua hình số 27. Hình số 27 thì nó có một dây một nha cả nhà nha. Đó, một dây một đó. Một dây thảo bắt đầu 120k 3 ship nha, 27. Qua hình 28 có một dây nha. Cũng một dây thảo bạch đỏ. Cũng 120k 3 ship. Qua hình 29 thì có hai dây này cả nhà này. Hai dây này em để giá 120k 3 ship luôn nha. Đó là của hồng thảo bạch đỏ. Rồi qua hình 30 thì có kiều tím này cả nhà này. Đây, hình này có hai dây này. Hai dây này rất là đẹp nha, hàng thẳng nha. Đó, một dây này có bốn thân này, bốn thân này. Rồi hai dây này cũng bốn thân nha, mà cái ngọn này bị gãy rồi nha cả nhà nha. Nhưng mà đây, đang đây còn được. Đó, hàng thẳng đó, cái này mình vô hai dây này một chậu rất là đẹp nha. Chiều cao của nó thì tầm cỡ 40cm đổ lại nha cả nhà nha. Đó, hình số 33 này 180k 3 ship nha. Qua hình 34. 34 thì em để giá 160k. Ủa. Cái này 33 hả? Rồi qua hình 32 em đi nào. Đây là qua hình 32 nha. 160k. Gồm có 3 dê, 1 dê, 2 dê. 3 dê này cả nhà nè. Đó, 3 dê đó. 3 dê kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. 3 dê này em để giá chỉ 160k thôi, 3 ship. Qua hình số 34. 34 là em để giá 170k, gồm cũng gồm 3 dê. Hình này 3 dê này rất là đẹp nha cả nhà, hàng thẳng đó. Chỉ 170k thôi, đó là hình số 34 nha cả nhà nha. Rồi em trở lại cái hình 31. 30 31 nãy em chưa đây nè. Đây hình 30 em có 15 cây phường vĩ nha cả nhà nha. 15 cây phường vĩ em để giá 100k 3 ship hình 30 nha. Hình 31 cũng vậy nha cả nhà nha, cũng 15 cây phường vĩ nha. Đó. Phường vĩ hoa nó cũng rất giống, nó là cũng giống huyết nhung như cả nhà nha, nhưng mà cây nó khác đó, cái cây phường vĩ nó khác cây huyết nhung ngày qua em đã bán. Đây là phường vĩ nha cả nhà nha. Rồi 30 31 là mỗi hình 15 cây 100k nha cả nhà nha. Đó, rồi tiếp tục đi qua hình 30 31 là phường vĩ nha. Giờ em quay lại 32 kiều tím này. 3 giờ này 160k này. 3 ship nha. 3 giờ kiều tím đó. Ở hình 33 thì hai dê này là 180k nha cả nhà nha. Đấy, em quay đó. Em bao ship. Rồi hình 34 thì hình này có 3 dê nha. 170k nha cả nhà nha. Em bao ship nha. 3 dê hàng đang thẳng nha. Chiều cao nó tầm cỡ 30cm đổ lại nha. Đó. Rồi qua hình 35. Hình này cũng 160k bao ship, hình này có 4 dê nha. Còn này hơi lùng nha, 20 phân nha cả nhà nha. Đó. 4 dây hàng lùng này 20 phân chỉ có giá chỉ có 160k 3 ship. Đó là hình 35, có hình 36 thì em để 160k, hình này có 2 dây này. 1 dây này, dây này rất là nhiều thân này. 2 dây này. 2 dây này rất là đẹp nha. 160k trên 36 3 ship. Qua hình 37 thì em có 2 dây này. Hình này thì em để giá chỉ 150k thôi. Em 3 ship 2 dây. 3 dây, hình này cũng 3 dây nha cả nhà nha. Điều về này ít thân hơn, 3 giờ này chỉ có 150k 3 ship. Đó là hình số 37 nha cả nhà nha, 150k 3 ship hình 37. Rồi thì hôm nay con lăng đường Phú Thái của em về được 37 hình nha cả nhà nha. Cả nhà mình sưu tầm được hình nào nhé thì nhớ alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề đó. Rồi em à, em xin giới thiệu lại đây, đây là quế trắng tháng 8 hàng lá lướt nha. Em bán giá 270k 1 ký 3 ship nha. Cái đống này em có 3 ký này, cả nhà mình ai hốt vô về ghép vườn ghép đồ thì cho nó lấy này đó, ai lấy hết 3 ký thì em sẽ giảm giá nha. Rồi đây là kiều vàng là em giới thiệu lại nha, 230k 1 ký em bao ship nha. Đó là kiều cam cánh trắng hồng vàng nha cả nhà nha. Rồi thì hôm nay em được bao nhiêu hình đó, cả nhà mình ủng hộ hình nào thì alo cho em nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ, em chào mọi người.